hướng dẫn cách dùng KT Plus cho hiệu quả nhanh và tốt nhất. Chào bạn, hầu hết các trường hợp sử dụng KT Plus đều cho cải thiện sức khỏe, cả về biến chứng cũng như chỉ số đường huyết. Tuy nhiên, vì nhiều yếu tố khác nhau mà tác dụng của thuốc lên người bệnh là khác nhau. Bài viết sau đây là hướng dẫn cụ thể giúp bạn sử dụng KT Plus để có hiệu quả nhanh và tốt nhất. Công dụng và lợi ích khi sử dụng KT Plus đúng cách. KT Plus là sản phẩm được chiết xuất 100% từ thảo dược thiên nhiên, bao gồm khổ qua rừng, dây thìa canh, sinh địa, hoài sơn, đỗ trọng, ô rô, lô hội. Sử dụng đúng cách KT Plus giúp sản phẩm phát huy hết công dụng của mình, giảm đường huyết về mức an toàn, ổn định lâu dài, giúp bỏ sản phẩm thuốc tây, khôi phục chức năng của tuyến tụy, cải thiện các biến chứng tiểu đường như tê bì, ngứa da do tiểu đường, biến chứng nơi mắt, biến chứng tim mạch, huyết áp, biến chứng nơi thận, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, cải thiện và loại bỏ tình trạng mệt mỏi, uể oải thiếu sức sống. Sử dụng KT Plus sao cho hiệu quả cao. Người bệnh tiểu đường tiếp 1 và tiếp 2 có thể sử dụng tốt KT Plus. Với người đã có nhiều biến chứng như tê bì, nóng rát, ngứa da, mờ mắt, tiểu nhiều, sử dụng KT Plus với liều tăng cường 6 viên trên 1 ngày, chia làm 3 lần sau bữa ăn 30 phút. Người chưa có biến chứng tiểu đường, sử dụng phòng ngừa dùng liều 2-4 viên trên 1 ngày, uống 2 lần trong ngày sau ăn. Cần sử dụng tiểu đường KT Plus đầy đủ và đúng liệu trình, không bỏ thuốc, tránh trường hợp không đạt kết quả như mong muốn. Bệnh nhân đang sử dụng thuốc tây, uống hoặc tiêm, cần sử dụng song song thuốc tây và thảo dược KT Plus trong thời gian đầu. Khi KT Plus bắt đầu phát huy tác dụng ổn định đường huyết, cộng với việc chỉ số đường huyết của người bệnh ở mức an toàn, lúc này người bệnh có thể bỏ thuốc tây, tránh trường hợp bỏ thuốc tây ngay từ đầu, thực hiện chế độ ăn uống khoa học theo chỉ dẫn của KT Plus, cố gắng dành thời gian vận động mỗi ngày. Trong thời gian sử dụng KT Plus, bệnh nhân chú ý đo đường huyết thường xuyên để kiểm soát bệnh tốt hơn. Đang sử dụng thuốc tây điều trị bệnh khác như gan, thận, dạ dày, có sử dụng KT Plus được không? KT Plus là sản phẩm từ thảo dược, không gây tác dụng phụ nào cho gan, thận, dạ dày. Người bệnh hoàn toàn yên tâm khi sử dụng sản phẩm, có thể uống kèm thuốc tây điều trị bệnh khác mà không ảnh hưởng. Cần cách thuốc tây 30 phút, sử dụng KT Plus đúng cách, đều đặn, giúp cho bệnh nhân ổn định đường huyết nhanh và hiệu quả. Các biến chứng sẽ nhanh chóng được cải thiện và biến mất sau vài tháng sử dụng sản phẩm. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc, hướng dẫn cách dùng KT Plus cho hiệu quả nhanh và tốt nhất. Nếu bạn và người thân vẫn đang còn thắc mắc hoặc đang tìm giải pháp điều trị tiểu đường hiệu quả, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline bên dưới hoặc để lại câu hỏi. Netfalco sẽ giải đáp thắc mắc miễn phí cho bạn nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Để nhận được nhiều video khác hữu ích hơn, hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới góc phải màn hình bạn nhé.